Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác quý 2 năm 2023. Trong quý 1, các địa phương đã tập trung gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất đạt 101% kế hoạch tỉnh giao với diện tích gần 40.000 ha lúa đông xuân và trồng được 5.930 ha cây rau màu các loại. Thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo, sát đúng kịp thời các đối tượng dịch hại nên các cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt, sâu bệnh hại được kiểm soát. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc gia cầm đều tăng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 16,8 nghìn tấn, tăng 4%, sản lượng thủy sản đạt gần 18 nghìn tấn, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiến độ được đảm bảo. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2023, các ý kiến tham luận tại hội nghị đề nghị trong quý 2 cần tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, dự tính, dự báo chính xác các đối tượng dịch hại trên cây trồng để có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, an toàn, sản xuất hiệu quả. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng chống, khống chế bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác quản lý chất lượng giống thủy sản, đặc biệt là tôm giống. Triển khai điều tra đánh giá hiện trạng và giải pháp phát triển nghề khai thác hải sản bền vững tỉnh Ninh Bình. Tiếp tục theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, triển khai tốt việc thu phí dịch vụ môi trường rừng. Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các phòng, đơn vị thuộc sở, phòng chuyên môn, các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ thị trường vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để nông dân bị thiệt hại kép.